Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Big guy, chapter 1. Let's go. Ok. Phở Lanh. Tiếp tục mở cánh cửa đây ra. Wow, bà ta đang dưới này. Ok, let's go. Red cây. Đây rồi. Sau này có blue cây. Okay, let's go. Oh my gosh. Ok, và mình sẽ lên tiếp trên tầng 3. Tắt tiếp nguồn điện. Let's go. Cây. Rồi mình sẽ lắp cái này vào. Let's go. Tiếp tục cái đỏ này và còn một cái xanh nữa thôi. Không biết bà ta đâu rồi. Đây, bà ta vẫn đang ở trên tầng 2. Oh my gosh. Wow. Ok, ở đây thì các bạn sẽ có 4 lần chết. Tất cả là 5 lượt nhá. Và mình đã chết một lượt rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 3 này. Lấy tiếp một chiếc búa. Và ta đang đi đây. Và chiếc búa đây rồi. Let's go. Ok. Sau đó thì sẽ phá tiếp vào đây. Và mình sẽ chui xuống đây.
một hộp sắt, ok. Đây rồi, và mình đã đủ. Thì khi các bạn cho cái này vào đủ thì sẽ lấy được chiếc chìa khóa YK. Ok, let's go. YK đây rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo, Scary Teacher vào đây. Chapter 4. Here. Oh, I can't wait to start controlling those brats. Wait a minute. What are these this? For? Nothing, dear. Come here. Bà ta đang thương mê ông ta. Now, you won't remember a thing. Oh, now the real begins. Okay, Francis. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập luôn vào nhà bà ta. Các bạn nhặt cho mình hai chiếc chìa khóa đỏ và xanh lá cây. Wow. I'm really beautiful. Okay, let's go. Tháo ở trên chiếc áo của ông ta ra. Và bây giờ thì mình sẽ xem bọn ta đi đâu. Bọn ta đi thẳng. Let's go. Lên trên tầng 2 thôi. Sau đó thì mình sẽ lắp nó vào đây. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ xuống tầng không. Tìm con mèo xem, con mèo nó có ở đó không. Let's go. Đây rồi. Lắp cái này vào con mèo. Ok. Let's go. What on earth? Row! This row. Woman is crazy! Now! Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. See it in here. Horror's Forest. Của hãng Boogie Game. Ok. Ok, let's go. Play. New game. Skip. Rồi, và mình sẽ soi bản đồ xem mình nên đi hướng nào. Hướng này. Ok, di chuyển thôi.
Xong rồi là một tòa nhà. Và không biết trong ngôi nhà này có gì không. Để tôi đi. Đây cũng là một tòa nhà nữa. Wow, một túng lều. Trong túng lều đang không biết có gì không. Mình đã có thêm một cái ống nhòm. Nhưng ống nhòm này không phải là nhòm xa gần, mà là như kiểu là nhìn ích quang. Và mình sẽ đi thẳng vào đây xem có gì không. Sống chớp rất là nhiều. Và như kiểu là một toàn lâu đài vậy. Wow. Một chiếc máy gì đây. Ok. Hình như có xin đến kia. Chạy đó. Đi sao. Mình sẽ phải xem bản đồ. Đó là cái điều này. Ok. Đây rồi. Kiếm sĩ binh. Chạy đó. Bây giờ thì mình lại đi đâu đây? Chóc vào tòa nhà cũ chưa? Đây rồi. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi tìm một băng đạn. Rồi chắc là tiêu diệt ông con xin hiền này. Mình cứ thử ra đây xem có băng đạn không. Không có gì. Đấy là một khẩu súng. Nó ngay trên đầu mình luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Big Guy. New game. Đây là Big Guy sitting here. You should see your brother. Anh chàng Big Guy này rất là cao to luôn đấy em. Đá phá luôn, tan luôn cái mái nhà này. Ở đây thì các bạn sẽ hóa thân là một con làm Big Guy. Đấy, có một anh chàng đang bị thương. Ok, chắc là mình phải giải cứu Big Guy. Ở đây thì mình sẽ đi tìm một hộp cứu thương. Let's go. Ở đây các bạn phải chạy khỏi Castle Cat nha. Castle Cat, Heart of River. Ok, let's go. Rồi, và nó lên đây. Mình lại xuống thôi. Một quả chuối. Rồi, và làm sao để chạy khỏi con Castle Cat này.
mình sẽ đi này đi. Ở đây thì cần một chiếc chìa khóa màu xanh. Cứ đi cây. Đây rồi. Nó neo mình ở chỗ này. Oh my god. Wow. Không hiểu sao nó đi đến mức độ nhanh đến mức độ vậy. Thì ở đây các bạn có 5 mạng nha, cũng như tựa game kia. Và các bạn sẽ vào giải cứu và thoát khỏi nơi này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếng 5. New game. Start game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất cả là có 8 chapter. Ok. Ở đây thì có một khẩu súng. Mình sẽ nhặt khẩu súng này. Sau đó thì sẽ nhặt băng đạn. Để đây thôi. Cúi xuống nào. Rồi, và mình sẽ đi. Một con quái vật. Oh my god. Rồi, mình sẽ xem đi đường nào đây. Đường này. Lại cúi xuống tiếp. Không biết có gì không. Tối và kín mít. Rồi, đi này đi. Кажется, придется прыгать. Hành tinh, nó ẩn nấp ở bên chỗ bắc cực. A few hours before. Check the map in the bar menu. Ok. Chiếc áo cho nó lại. Sinh vật. Đây là những bước đi. Và các bạn đi theo những bước đi đây. Jack, Gary, где вы? Vệt máu. Rồi, mình sẽ lên đây tìm tiếp. Đây có vết tay máu này. Đó, đây là một tựa game khá là hay các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ đi tìm tiếp. Rất hay luôn. Ok, rồi mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Start game.
Okay. Skip. Ok, và các bạn sẽ ấn vào cái bản đồ này. Đó. Sau đó sẽ di chuyển đến dấu chấm đỏ. Không biết dấu chấm đỏ nó có gì không? Mình cứ thử di chuyển đến xem. Đi xem. Ở đây có một tòa nhà. Trong tòa nhà này có Kobe. Ở màu sắc của tựa game này nhìn hơi khó một chút. Đây có một cái gì đó. Một túp lều. Nhiều vệt máu ở đây. Một những tấm gỗ treo lơ lửng ở chỗ này. Rồi ok, mình sẽ đi tìm tiếp. Oh my gosh, đây là Silent Hill. He just broke. Oh my gosh. Oh, không nhảy qua được cửa sổ này. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Silent Hill, Hall of Horror. What? Ok. Let's go, mở cái cửa đây ra nào. Sau đó thì mình sẽ đột nhập vào bên trong ngôi nhà này. Let's go. Wow. Let's. Ok, đã tháo được cái dây ở tay ra rồi. Rồi, lùi lại. Đó đang gần gần đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ra đến điểm đây. Không biết để làm gì. Ok. Còn Lex. Rồi, cũng xuống luôn nào. Mình xuống đây để nhận. Như kiểu bẻ khóa một cái gì đó ở chỗ này. Rồi, I need to free. What's backwards? Sau đó các bạn chạy lại vào điểm đây. Nice, tiếp tục là gì? Ở trong này có một chiếc chìa khóa.
Và khi các bạn nhặt chìa khóa rồi các bạn đến đây. Ok. Và mình ở trên tầng. Không biết xin hiểu đâu, xin hiểu đây. Đợi nó đi. Sau đó thì mình sẽ đột nhập. Không biết là ngôi nhà nào đây. Anh chàng này thì bị bắt rồi. Bọn anh chàng nó bị bắt ở trong này. Sau đó bây giờ thì mình sẽ phải chạy ở kia. Chàng này có một chiếc chìa khóa. Oh my gosh, bị ông ta bắn mất rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Big Guy, Granny. Play, continue. Let's go. One day. Wow, bao ta đang ở đây. Oh my gosh. Xin lỗi, mình bị bắt. Bây giờ mình sẽ xem bao ta có đi đâu không. Không thì mình sẽ vứt cái đồ món đồ này ra đây. Ok. Sau đó thì mình sẽ lên lại trên này. Bao ta đi đâu. Cross và tao đứng ở chỗ này. Rồi, vậy thì mình sẽ lên trên này. Tìm tiếp món đồ ở trên này xem như thế nào. Chẳng xóa rất là khó nhìn luôn. Oh my gosh. Rồi, cho cái này quay thôi. Xem ở dưới đây có cái gì không. Ok. Bà này theo mình nghĩ bà ta có mắc kẹt ở dưới đó hay sao. Không thấy bà ta lên được. Rồi các bạn sẽ lắp vào khẩu súng này.
tiếp tục nó bắt đầu đây. Sau đó lắp tiếp. Oh my god. Wow. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.